Trời, má ơi, nó to chắc là dữ dằn luôn. Ê, trời, trời ơi, trời ơi, đáng cảnh một chữ. Ôi, quá trời. Đâu? Ô, cũng ô, quá trời luôn. Ui, ôi, dữ. Phiêu luôn đó bạn, xin chào tất cả các bạn nha. Và bữa nay mình sẽ đi móc đẻn các bạn ơi, cũng như là con rắn đó. Cha mình đi trước kìa, bây giờ đi riết theo. Chạy 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 chạy. Đây là hang đẻn nha, không phải là hang nữa mà là nó chui vô đó, nó ở, nó cướp hang ta đó. Cái dấu nó bò láng bóng nè đó. Cái này có không? Không biết, dính mới biết. Cái nào có mà hả hai? Xình vậy mà vô nó ở được cũng hay ha. Đâu cây cụ móc à? Thôi cây cụ móc rồi. Nè. Ngon á. Sao cây cụ móc mềm xèo vậy? Móc gì rồi sao biết đụng nó? Đó, thấy nó xì xì đó, 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 đó. Ô, con nhỏ. Ô, con rắn nhỏ. Ô, con nữa. Hai con. Nó ở cặp. Hai, ba con, ba, bốn con. Dộn. Bự à. Đây luôn nè, quá bự rồi. Ô, quá trời luôn. Ui. Ui. Dữ. Ô, quá trời luôn. Ui. Dữ. Đang nhỏ nuôi lại, đang bự quá. Ui, quá trời bự con đó luôn. Cái này con, mấy con này bắt là hôm à. Con này bắt là hôm các bạn. Trời, bự kìa. Ghê quá. Đó. Quá trời bự. Đẻn. Tại sao kêu là con đẻn? Nó da trắng đủ. Trắng. Trắng rồi. Là con đẻn. Nó da trắng đủ. Nhả răng luôn rồi. Con này con nhỏ nè. Thả lại, nhờ nó bự bắt nha. Như mình nuôi á. Trẻ, trẻ. Sao mày hiền quá vậy? Mày hiền quá vậy? Chọc cho nó bò mà nó không bò á mày ơi. Tôm nằm phơi da nè các bạn. Tôm nằm phơi da. Ghê không? Nói vậy thôi chứ nước cạn á các bạn, nó lên nó bún lên bờ. Tôm kìa, tôm kìa. Hai ba cái đói luôn. Tôm nè.
tôm lột. Tảng nó có hang riêng của nó không ta? Ở đây ăn cua. Nhớ ở ké không ta? Cái hàng cua thằng này thằng kia. Nó đâu có làm hang được đâu. Cạp cạp nhá. Đào một tăng rồi, bây giờ lấy cụ móc móc. Kéo ra một con coi. Hàng ăn trong đồm lắm chứ em. Ra nè, ra nè. Chưa dính kìa. Ra cây củ mốc. Nằm bị móc không dính chưa? Có à? Thục móc luôn. Móc 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 không dính, thục tay luôn nè. Đâu? Ô cũng đau. Ô cũng bự bự chứ chưa được bự lắm. Quá ghê. Ghê quá. Thấy là được hai con rồi đó. Phải nói là ba con chứ, thả được một con rồi. Rồi, kiếm ăn khác, móc tiếp. Thục nữa. Móc rách ruột, rách gan, hai tay cạn thì bự tọc tay được, móc tay. Móc tay luôn. Còn hang nào mà con này bự ra. Nước mặt lên luôn cho. Ôi, quá trời. Con này chà bá luôn. Có nữa không? Vô hang ba khía bự dễ móc, dễ ấy. Dễ thục quá. Thục dễ bắt hơn móc, móc lên nó đứt ruột, đứt đợt nó chết. Móc vào những cái hang nhỏ nhỏ, tròn tròn, móc rồi móc. Con đó bự ghê luôn. Tại sao dùng mình kêu là con đẻn ta? Ô, không có gắn ở dưới nước vậy sao không kêu nó lên đẻ. Để cái này là kêu gắn đẻn đi. Gắn đẻn là gắn đẻ. Rồi, đi vòng vòng tới, tiếp. Dấu, vô hàng nào, chưa biết. Có dấu, có dấu. Thì dấu nó là phải không? Đó. Có dấu thì nó vô hang này. Không biết vô hang nào. Vô hang này. Đó kìa. Nó vô khi nó ra nó cũng chừng. Có vô phải có ra thôi. Vô ra vô ra. Vô ra vô ra. Để gì gắn chung. Ôi dùng mình nước mặn có gắn chung gì. Còn à đúng rồi, gắn chung là nó chung vô trong hang á, gọi là gắn chung. Chung hai đầu. Đó, xong đó. Đánh giận luôn.
vẫn chưa thấy. Đó, nó bóng dọn gì đó, như cái động gì luôn á. Động của 7 con yêu nhìn nhện. Đâu luôn. Có bò ra nè. À, hết biếng đẻ luôn. Ê, ê. Đẻ này dữ dằn luôn. Ê, trời ơi, trời ơi. Đẻ này dữ dằn luôn. Ê, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nửa ký lô gì á. Quay mặt thôi, phía bên đây con cha nữa. Trời ơi, con đạt bự ghê không? Ớn hồn trời. Coi coi quắn ta. Để xuống xác nha. Đang cảnh chữa. Ôi ôi, quá trời. Quá dữ rồi, con đạn dữ lắm mà. Nó quắn cái tay kìa. 700 gram có ký lô luôn á. Hàng chi cái hang nó bự cỡ đó đó. Trời. Cả nửa ký lô luôn. Trên. Chỉ 800 gram. Không biết còn con nào nữa không? Thêm con bự nữa, siêu to khổng lồ luôn, cây cũng móc luôn. Thôi thẻ cho thọt cho ruộng nó chạy ra. Hàng còn ăn gắt sâu quá mà hên con này nó thọt ra. Giờ kiếm thêm một hàng siêu to khổng lồ nữa thọc vô các bạn ơi. Siêu to khổng lồ bà tăng phê lâu. Nè giấu nè các bạn. Nè, giống nó trường nó bò nè ha. Đó, nó trường vô hang này nè. Chắc chắn là con đẻn chà bá luôn. Bắt con ra được ngón út. Ô, hang cua luôn. Ăn ngay hang cua rồi. Kỳ này ra ăn cua luôn rồi. Không phải ra ăn đẻn nữa đâu. Này là hang cua nè các bạn. Con đẻn nó chui vào hang cua luôn. Giờ phải đào bắt con đẻn nè. Có cua bắt cua luôn. Đó giống như cái động thủy liêm. Hang rất là sâu các bạn ơi. Không biết có bắt dính được con gì không nữa. Có khi nữa mình bỏ cuộc nữa các bạn ơi. Vì không có đem theo cây con móc cua. Móc đẻn thì nó không có kẹp vô. Kỹ nó không có ra. Trời, sâu dữ vậy. Tới đây nổi đâu. Ừ, sâu cỡ này nè các bạn. Ôi. Ôi, bỏ rồi, đi kiếm hàng khác đi. Đào nữa kiệt sức luôn. Ô, 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 ô. Siêu to khổng lồ nữa. Thế à, rất to nha. Mà to không bằng con nãy. Con nãy mới to dữ nữa. Con đó như bị rách bụng rồi. Rách bụng. Chắc ngay 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 chứ đít. Mang tiếng nói là đi móc mà cuối cùng thục luôn. Móc thì chết. Thục nó không có rách. Mình không chết gặm lại được vài bữa. Này là thục gắn, thánh thục gắn. Ồ, cỡ đùm đó dữ lắm à. Còn nữa không? Thục tiếp. Cua. Cua con nhỏ. Rồi, dính càng luôn rồi. Nó kẹp cá nhã càng luôn nè các bạn. Kẹp nhã càng luôn. Kẹp dính cua luôn. Nó là tạo giống. Cua đẻn. Một con một duy nhất.
cua đẻng đen của. Cua. Cua luôn. Cua con các bạn ơi, bắt về thả bên kia. Thả bên này không? Có. Không thua gì con nãy. Ôi. Ê. Trời. Mã ơi. Nó to. Trời. Mã ơi. Nó to. Trời ơi, ấy ấy. Trời ơi. Siêu to khổng lồ nè. Xịn quá các bạn không thấy nha. Hồ con đó dám chừng có trứng luôn không? Thấy bụng bự quá trời bự. Tính đâu không có ai vậy có con nè. Mập ghê chưa. Quá trời. Mấy ký rồi, chục ký không? Có nữa hả? Chưa biết. Còn ăn vô nữa. Rồi thử vô. Không ngờ vậy mà có. Không ngờ lại được con siêu to khổng lồ nữa nha. Đi tìm hang kế tiếp. Đã thấm mệt rồi. Bây giờ rửa một cái nè. Rửa rồi cho các bạn xem nè. Rửa sao xinh. Con này bự ghê luôn á. Bự ấn hồn. Ôi trời con này nè. Con này ghê luôn á. Bự nhất thấy nè. Con này nè. Bụng nè. Bảy xanh xanh vậy. Đi tiếp hay là gì vô hết ngày nay luôn, săn nguyên ngày luôn.